Dạ, từ đó vậy chưa có thích em mà em cũng chưa có mối tình nào. Ồ, vậy hả? Dạ. Ủa, lý do? Chắc là tại hồi thật sự tức tại hồi nhỏ đó, rồi em đi học hồi cấp 2, cấp 3 rồi á. Thì thời đó thì em hơi nhút nhát, em chơi với bạn nữ nhiều. Với lại đó em lúc năm 50 kg. Trong cái tới thời sau này em đi làm rồi á, thì phải lúc em đi học em lên Sài Gòn rồi á, thì bắt đầu lại là mình chân ướt chân ráo, mình vừa mới lên thì mình chưa kịp làm quen với sinh hoạt. Tới hồi mà làm quen sinh hoạt là người ta có bạn bè hết trơn, bắt đầu có cặp mình cũng chưa có ai. Nhưng mà em có thương tầm ai bây giờ? Không, lúc đó em có dọn dẹn nhưng mà mơ mộng một xíu thì thấy anh ấy đẹp trai quá thì cũng suy nghĩ một xíu, nhưng mà thương thầm ai thì cũng chưa. Nhưng mà em nghĩ nếu như mà cũng may là chưa thương thầm ai, chứ thương thầm ai mà tính em mà cứ như mà thương thầm mà thấy người ta không thương mình chắc khổ dữ. Mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào bạn nữ và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Tấn Trường, em nay 30 tuổi. Công việc em hiện tại đang làm cố vấn dịch vụ cho một hãng xe ô tô. Em hiện tại sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở Đồng Tháp. Còn em? Dạ, em tên là Đặng Khởi Phụng, năm nay em 29 tuổi, quê em ở An Giang và hiện tại em đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngành bên tư vấn chăm sóc khách hàng ở bên lĩnh vực chăm sóc mẹ bé. Em cho chị biết một chút xíu về cái ưu khuyết điểm của em đi. Về cái ưu điểm của em thì em thấy là em quan tâm chăm sóc người khác và em thích mang đến tiếng cười cho người khác nữa. Còn cái khuyết điểm của em là nhiều khi em sẽ gấp á, em sẽ nói hơi gấp, thì em sẽ có khi em sẽ hơi rối và em nói hơi nhanh một xíu. Dạ. Hơi rung nữa. Rung. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu thế nào nói cho thằng gái biết đi. Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em học hỏi và tiếp thu nhanh, em cũng sống tình cảm và trang hòa với mọi người. Quá tốt. Dạ, điểm yếu em là thỉnh thoảng em bị quên, thích nhạc nhưng mà không nhớ lời. Đôi khi em một vấn đề nào đó em chịu đựng vượt cái sự giới hạn của em á, thì đôi lúc em không có kiềm chế được cái lời nói, đôi khi người khác nghe dễ hiểu nhầm. Dạ. Tức là đỉnh cao là em còn tuôn ra bất kỳ lúc nào. Dạ. Đúng là đôi khi bực mình quá, nó tầm bậy tầm bạ làm người khác tổn thương. Vậy em có mấy mối tình rồi cưng? Dạ, em trước giờ thì em có 3 mối tình đó chị Hồng Vân. Có mối tình nào mà vì những cái lời nói tổn thương như vậy mà chia tay không? Tình chắc là mối tình đầu tiên đó chị Hồng Vân. Còn trẻ, lúc đó là còn trẻ, không có được chia sẻ và thông cảm với nhau á. Những lời nói đôi khi nó không có làm cho người khác người ta hiểu được mình. Em hay sau một cái mối tình đầu tiên đó thì em tự nhìn nhận bản thân mình và em sửa đổi và nhìn lại những cái gì mà mình đã trải qua. Mình nhìn được cái xấu của mình là tốt rồi. Dạ. Rồi mối tình thứ ba là lâu chưa? Dạ, mối tình thứ ba thì cách đây khoảng hơn 1 năm. Dạ, yêu nhau được 8 tháng. Rồi 3 mối tình bên nhà gái. Dạ, từ đó giờ em chưa có ai thích em mà em cũng chưa có mối tình nào. Ồ, vậy hả? Dạ. Ủa, lý do? Chắc là tại hồi thật sự tức tại hồi nhỏ đó, rồi rồi em đi học hồi cấp 2, cấp 3 rồi á, thì thời đó thì em hơi nhút nhát, em chơi thường em chơi với bạn nữ nhiều, với lại lúc đó em lớp năm em 50 kg. Trong cái tới thời sau này em đi làm rồi á, thì phải lúc em đi học em lên Sài Gòn rồi á, thì bắt đầu lại là mình chân ướt chân ráo, mình vừa mới lên thì mình chưa kịp làm quen với sinh hoạt. Tới hồi mà làm quen sinh hoạt là người ta có bạn bè hết trơn, bắt đầu có cặp mình cũng chưa có ai. Nhưng mà em có thương tầm ai bây giờ? Không, lúc đó em có dọn dẹn nhưng mà mơ mộng một xíu thì thấy anh ấy đẹp trai quá thì cũng suy nghĩ một xíu, nhưng mà thương thầm ai thì cũng chưa. Nhưng mà em nghĩ nếu như mà cũng may là chưa thương thầm ai, chứ thương thầm ai mà tính em mà cứ như mà thương thầm mà thấy người ta không thương mình chắc khổ dữ. Vậy tính em cũng hơi tình cảm một xíu. Dạ. Như vậy em hình dung cái người yêu của em phải như thế nào? Hình dung người yêu của em muốn một người chững chạc một xíu, một người ấm áp điềm đạm và nó sẽ có cho em cảm giác an toàn. Cao từ 1m65 trở lên là được, ngoại hình dễ nhìn, có duyên là được rồi, chứ cũng không cần phải đẹp trai, tại vì quan trọng cái tính tình hơn. Giống anh Quyền Linh cũng được, cái tính tình tốt. Dạ. Đây giống giống anh đó. Dạ. Này của đẹp trai anh, nhưng mà có nét da ngầm ngầm giống anh đó. Anh trai, em muốn một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ em thì thích một bạn nữ tóc dài gì nữa, da sáng một tí. Da sáng, có sáng đó. Dạ. Sáng đó. Dạ, biết chia sẻ. Rồi nãy bạn nói bằng sống rất là tình cảm. Dạ, người miền Nam anh. Người miền Nam đó, miền dạ. Nam luôn anh trời. Dạ, qua cây cầu là tới Đồng Tháp, đi qua cầu Dàm Cống. Dạ, Dàm Cống rồi, cầu Dàm Cống bây giờ đi thẳng tới Kiên Giang luôn, qua luôn ngã ba Lộ Tẻ luôn rồi. Dạ đúng rồi. Là đi một tới tới luôn. Dạ, trời ơi. Tôi nói dễ thương, trắng tươi, trắng hơn em.
Dạ. Cái hay là bên đây nè, bên đây cũng tình cảm, bên đây cũng sống tình cảm. Em không thích điều gì đàn ông? Em không thích người đàn ông gia trưởng, tính toán, chi ly. Nếu như mà có nóng tính thì kèm lại một tiếng. Chừng nào em đẩy quá người ta tới cái một đỉnh cao của sự nóng tính, người ta mới buông lời. Em nói em là em chịu đựng giỏi lắm ấy, thành ra thường thường là chỉ có người ta đẩy em thôi chứ không có đẩy ai hết. Mà ta đẩy em tới lúc nào em có buông ra những cái lời cay nghiệt không? À, không, em chỉ để trong lòng thôi. Tại sao em không nói ra? Tính em thì em thích là thật ra phụ nữ cũng hơi cũng có nhiều khi nó cũng hơi lạ xíu là không thích nói nhưng mà muốn người ta hiểu một xíu. Nhưng mà dễ nhất người... là nói ra đi em ơi. Đúng rồi. Không nói ai đâu mà hiểu mệt. Yeah. Thôi bữa nay nhiều cái mệt mỏi quá rồi nha. Đủ thứ trời ơi, tất bật mưu sinh cơm máu gạo tiền mưa bão gió lũ. Nói đi cho người ta hiểu luôn chứ. Đúng rồi. Bây giờ là anh trai đi với ai nè? Dạ em đi bạn học cùng quê em ạ. Em chào anh Quyền Linh với chào chị Hồng Vân với các bạn trong trường quay. Thật ra nãy giờ em nghe bạn nữ chia sẻ thì em thấy ở hai bạn có cái điểm chung với nhau á. Thật ra là hai bạn cùng làm cái ngành dịch vụ khách hàng. Cái khả năng thấu hiểu và chia sẻ với nhau thì em nghĩ sẽ là có. Đặc biệt là bạn nữ làm bên cái ngành mẹ và bé nữa. Hai bạn cũng có thể cho mình một cái cơ hội để có thể tìm hiểu với nhau. Cái tính của trường thì cũng muốn là chia sẻ, có người lắng nghe. Và thì em nghĩ là bạn nữ khá là phù hợp. Cảm ơn em. Em đi với ai? Em đi với hai bạn chung phòng của em anh. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào tất cả các bạn đang xem chương trình. Thì em thấy bạn trai này cũng khá là dễ nhìn, hiền chân thành, bạn Phụng thì cũng rất là hiền, biết quan tâm người khác. Thì em hy vọng hai bạn cho nhau cơ hội tìm hiểu. Rồi, cảm ơn em. Thôi bây giờ hai bạn tìm hiểu sẵn luôn đi. Đó, cách tìm hiểu trực diện luôn nào. Kéo rào. Dạ em chào anh. Mình có món quà tặng bạn. Em có một cái món bánh em tự làm gửi anh. Rồi mở ra coi quà của trường là cái gì. Mở ra coi nè. Là cái khăn chị. Cái khăn hả? Sao em tặng cái khăn về trường? Em dạ, muốn nhắn gửi điều gì trong này? Đây là cái khăn tròn đó chị Hồng Vân. Thì cái khăn tròn thì mình có thể sử dụng được rất là nhiều trong mọi trường hợp. Nóng thì mình choàng cổ để nó tránh nóng. Còn khi mà gặp tới cái mùa trời đông sắp tới nè, thì mình sẽ bảo vệ được cái vùng cổ của mình. Rồi còn em sao em tặng bánh flan vậy? Em hy vọng hôm nay sẽ là một cái buổi bắt đầu ngọt ngào. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Chào Phụng. Chào anh. Cũng trường cũng làm bên lĩnh vực ô tô, cũng là lĩnh vực tư vấn. Mình hay chia sẻ với khách hàng về những cái lợi thế, những cái điểm mạnh, điểm yếu. Nên là trường cũng hy vọng là Phụng sẽ có thể những chia sẻ thật là chân tình. Hốc hồn nói chuyện giống như nói chuyện khách hàng vậy. Anh em rồi cho nó tình cảm nữa chứ. Làm như Phụng đi sửa ô tô vậy đó. Em hồi hộp quá chị em đang run đúng không? Chị dạ. Biết rồi. Quan điểm về tình yêu và hôn nhân của em là như thế nào Phụng? Hai người đến với nhau quan trọng là chung thủy. Có vấn đề gì xảy ra thì cứ nói thẳng ra, không cần phải giấu giếm. Mình chia sẻ, tôn trọng vấn đề đó. Đúng rồi, bao dung và biết chia sẻ. Thì anh cũng vậy. Khi mà gặp vấn đề nào đó, mình cùng ngồi lại với nhau để mình chia sẻ, để mình giải quyết vấn đề đó. Dạ. Thì mình mới đi được xa, đồng hành, chia sẻ và thay đổi. Dạ. Thay đổi để mình phù hợp với đối phương. Nếu mà sau này xiến định với nhau á, vấn đề tiền bạc á, thì anh cũng không hy vọng là anh phải là giữ. Em tưởng em nói là anh hy vọng là anh là người giữ hết. Anh không thích kiểm soát vấn đề mà chi tiêu nó quá đáng. Nó phù hợp thôi. Dạ rồi. Anh nhận xét, anh thấy em ấn tượng của anh như thế nào? Ngoại hình thì ghép Phụng rất là xinh. Dạ em cảm ơn. Cũng là người miền Tây nữa nên giọng nói rất là ngọt ngào. Em có thường đi du lịch không? Tại vì công việc phải tùy, giống như thường thường nếu như mà lễ Tết em lại thường về quê. Và nếu như có du lịch thì em đi thực chuyện đi cả nhà. Đi với mẹ em, với em dì em rồi đó. Đi mà chia sẻ cái, tại vì em cũng chưa có ai để đi riêng thì em thích đi chung. Em là nếu như mà đi cũng không có xa, như đi đâu mà cả nhà thì vui vẻ vậy thôi. Còn không lễ Tết về ăn uống gì này nọ thì thôi đi ra ngoài. Anh thì anh rất là thích đi du lịch theo kiểu là trải nghiệm. Mình có thể đi du lịch bụi. Đôi khi mình muốn một cái thư giãn thì mình có thể đi những cái nơi nó sang trọng hơn chút xíu. Bây giờ em bước tới nắm tay cô gái ha. Đó. Mời cô gái đứng lên để truyền cảm xúc cho nhau. Dạ. Hỏi đi. Nếu mình đến được với nhau để tìm hiểu,
thì anh hy vọng anh sẽ là một cái bờ vai để cho em có thể là ngã vào, tựa vào. Nếu trong trường hợp mà có gì đó không vui, cứ nói thẳng với anh và chia sẻ với anh. Anh sẽ thay đổi mình hoặc là lắng nghe em nói. Em cũng cần tìm một người như vậy. Em chỉ lo lắng như bạn nói đó, là bạn như mà nói mà không có, nhiều khi nóng quá đó, không có kiềm chế được đó. Thì em hy vọng là bạn có thể là sau này nếu như mà có thể tiến xa hơn thì có thể là sẽ có kiềm chế lại một xíu những cái lời nói. Thật sự tại có những cái lời nói nó còn hơn cả những cái đánh. Dạ, anh hứa anh sẽ cố gắng thay đổi. Dạ rồi, em chỉ hy vọng là như vậy thôi. Hát tặng bạn gái bài đi. Cứ nắm tay đừng buông tay ra. Lúc này là chúng ta đang tìm cảm xúc cho nhau. Từ khi quên em, anh đã biết bối rối. Vì những lúc thoáng nghe em cười, em yêu kiều thương tha cho lòng đắm say. Cuộc tình này dài lâu, ngủ sâu vòng tay em ai. Dạ, dạ em thích nhất. Ở như đó là đủ rồi. Hãy hướng về phía trước, nhắm mắt lại để xem nhịp tim của mình có đập chung một nhịp hay không. Nếu không đúng, không cần bấm. Chà, bây giờ sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3. Hết thời gian. Chúng ta cũng lớn rồi, mạnh dạn lên nắm tay nhau nào. Đây là lần đầu tiên chúng ta làm quen nhau với sự chứng kiến hàng triệu người đó. Còn bây giờ thì chúng ta hôn nhau nào. Hai bác cho con xin phép con hôn Phụng nha.